bạn nha. Hôm nay là mình đặt cái đèn năng lượng mặt trời này. Cái này mà các bạn dùng cho ngoài ngõ này, nơi mà không kéo điện ra đấy, hoặc là trên sân thượng để trồng rau ấy. Tại vì trên sân thượng thì mình mưa nắng, làm nếu mà mình kéo điện 220V lên nó rất là bất tiện. Và nguy hiểm nhất là lúc trời mưa trời bão ấy, nó rất là nguy hiểm. Đấy, nên là mình dùng cái này. Trên sân thượng là mình lắp hai cái cho vợ mình trồng rau rồi. Sau này mà có mở rộng vườn rau ra thì mình sẽ lắp thêm. Đấy. Cái này mà dùng ngoài ngõ hoặc dùng ngoài hiên. Dùng ngoài hiên hoặc dùng những cái nơi nào mà có ánh nắng chiếu vào để mà lấy được năng lượng mặt trời đấy. Em dùng cái này, giờ mình dùng thì rất nhiều rồi. Đấy, và bây giờ mình sẽ đưa các bạn đến đến sân thượng nhá, nơi vợ mình trồng rau. Để cho các bạn xem. Ở đây, mình test thử luôn cho các bạn xem cái này. Đấy. Đây là một chế độ này. Đây là một chế độ sáng mờ. Khi mà người đi qua là sáng rõ. Như này là đang có người nhá, thì nó sáng rõ, còn nếu mà không thì nó sẽ sáng mờ thôi. Bật sang chế độ thứ hai là nó sẽ tắt hẳn, xong có người đi vào đấy, có người đi vào nó đã sẽ sáng. Đấy, xong bắt đầu là một lúc là nó tắt. Theo mình nhớ là khoảng 30 giây thì phải. Đấy. Và cái này á, thực sự là các bạn là dùng mỹ mãn luôn. Mình dùng cái này nó cả năm nay rồi. Trong cái trường hợp trong đây nó có một cái viên pin là cái cell pin của laptop ấy, 3,7V. Nếu mà dùng lâu quá tuổi thọ pin nó giảm đi đấy, thì các bạn chỉ cần tháo ra các bạn thay cục pin đấy là xong, lại tiếp tục. Và bây giờ mình lên sân thượng nhá. Lên sân thượng xem chỗ vợ mình trồng rau mà đã lắp đặt cái này rồi. Đấy, vào đây. Đây chính là bạn đây đây. Đấy, cái này là mình lắp ở trên cái chỗ cái phòng là cái phòng giặt đồ. Đấy. Ví dụ mà chẳng may có mất điện chẳng hạn, nó vẫn cứ sử dụng bình thường. Đấy nhá, bây giờ mình lên sân thượng nhá. Mình có lắp hai cái đấy thấy chưa? Chỗ vợ mình trồng rau kìa. Đấy. Bạn nào mà trồng rau trên sân thượng thì đèn này là quá hợp lý luôn. Không cần phải kéo điện lằng nhằng, cũng chả sợ sét đánh. Nếu kéo điện lên sân thượng mà sét nó đánh thì hơi mệt đấy. Đấy nhá. Đấy, quan sát hết cả cái vườn rau luôn. Sau này mà có mở rộng ra là mình sẽ lắp thêm. Cứ mở rộng rau ra đâu là mình nhảy lắp thêm đèn lên đấy. Đấy, các bạn thấy sao? Rất là tiện nhá. Và cái này nó có hai chế độ luôn. Đấy. Một chế độ sáng mờ, sáng cả đêm. Và người đi qua thì sáng rõ. Còn một chế độ là nó tắt hẳn. Mình nên để chế độ nó tắt hẳn để nó tiết kiệm. Mới lại ví dụ mình trồng rau thì mình cũng không cần nó là nó sáng. Mình cũng không cần nhiều ánh sáng, đó nó lại hỏng cây. Đấy. Xin cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Rau sạch đấy. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.